Xin kính chào tất cả các em. Thầy tự giới thiệu, thầy tên là Bùi Văn Trường, giáo viên trường tiểu học Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và trước cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp, các em phải học trên online và kết hợp xem trên truyền hình. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học một tiết tự nhiên và xã hội, bài ôn tập về xã hội. Và để chuẩn bị học tốt cho cái môn tự nhiên và xã hội và tiết học này thì đề nghị các em chuẩn bị các cái đồ dùng học tập cho nó đầy đủ: sách giáo khoa, viết, thước và vở tập nháp nhé. Chúng ta bắt đầu vào học. Thì về cái chủ đề xã hội mà các em đã học, thầy có hai cái câu hỏi. Em hãy cho biết chủ đề xã hội có tất cả bao nhiêu bài, và em hãy kể những bài đã học trong cái chủ đề xã hội. Và đối với cái câu hỏi này thì các em sẽ nhớ lại cái chủ đề đã xã hội mà mình đã học, và các em sẽ ghi chép lại ra ngoài nháp trong thời gian là 3 phút. Các em bắt đầu thực hiện nhé. Rồi, cái thời gian mấy các em đã ghi ra ngoài nháp là hết. Sau đây thì các em sẽ đối chiếu với cái đáp án của thầy nhé. Thì cái chủ đề về xã hội thì nó gồm có là 15 bài. Đó. Bài các thế hệ trong một gia đình, họ nội, họ ngoại, thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng. Phòng trái khi ở nhà, một số hoạt động ở trường, một số hoạt động ở trường tiếp theo. Không chơi các trò chơi nguy hiểm, tỉnh, thành phố, nơi bạn đang sống. Các hoạt động thông tin liên lạc, hoạt động nông nghiệp, hoạt động công nghiệp thương mại, làng quê và đô thị, an toàn khi đi xe đạp, vệ sinh môi trường tiếp theo. Như vậy, chủ đề xã hội thì gồm có tất cả là 15 bài. Các em cần chú ý và ghi nhớ nhé. Và cái chủ đề xã hội thì nó được gói gọn trong 3 phần. Thứ nhất, gia đình, trường học và cái cuộc sống xung quanh. Thì đầu tiên thì các em sẽ ôn tập về chủ đề gia đình trước. Và trong cái hoạt động này thì sẽ nói về cái gia đình của em. Câu số 1, gia đình bạn gồm có mấy người, đó là những ai? Rồi, thứ hai, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình bạn là gì? Thứ ba, vào lúc nghỉ ngơi thì mọi người thường làm những công việc gì? Riêng về câu hỏi số 1 thì các con sẽ nhớ lại trong gia đình mình có mấy người và suy nghĩ cho biết gia đình mình hiện giờ gồm có mấy thế hệ. Đó. Câu hỏi số 2, số 3 thì các em sẽ kết hợp quan sát thêm tranh ảnh để mình ghi cái công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình mình nhé. Rồi, đây là những cái bức ảnh các con sẽ quan sát thêm. Đó. Rồi, như vậy trong bức ảnh này, thí dụ người ông đang làm gì, người bố đang làm gì, mẹ đó, và em thì đang làm gì, vân vân. Và có thể trong gia đình mình hàng ngày thì cái người ông làm những công việc khác, hay là người bố, người mẹ, vân vân. Thì các em sẽ nhớ và ghi lại vào nháp trong thời gian là 2 phút. Các em bắt đầu thực hiện nhé. Rồi, như vậy là
những cái công việc hàng ngày trong gia đình. Đó. Thí dụ đây là cái bức tranh, người ông thì đang cưới tưới hoa, người bố thì đang sửa quạt, người mẹ thì đang đang đón con trên trường về, người mẹ có thể đang là nấu nướng và em thì phụ mẹ lặt rau vân vân đó. Rồi những cái lúc mà nghỉ ngơi thì mọi người có thể làm những công việc khác, thí dụ như là đi tham quan hay là đi du lịch vân vân đó. Và trong gia đình mình thì các em cũng biết được gia đình mình gồm có mấy người, đó là những ai. Và ở đây thầy nhắc lại, trong một cái gia đình gồm, thí dụ gia đình gồm ba thế hệ thì gồm có ông bà, cha mẹ và các con nhé. Còn gia đình hai thế hệ thì chỉ có hai vợ chồng và các con nha. Còn gia đình một thế hệ thì chỉ có hai vợ chồng cùng chung sống trong gia đình đó. Rồi tiếp tục thì các em sẽ cũng về cái chủ đề về gia đình thì mình hãy kể tên một số cái đồ dùng trong nhà mình nha. Thì để mà kể cho nó đúng nha và nó đầy đủ thì các em sẽ quan sát thêm các cái bức tranh dưới đây để mình kể lại và ghi chép lại những cái đồ dùng trong nhà mình có những cái đồ dùng gì đó, thì mấy con sẽ quan sát thêm qua hai cái bức tranh dưới đây nhé. Rồi bây giờ mấy em sẽ từ từ mình nhớ lại và ghi chép ra ngoài nhé. Nha. Những cái đồ dùng trong gia đình mình có những cái đồ dùng gì. Rồi mấy con sẽ ghi vào nhé, trong thời gian là khoảng là 2 phút nghe các con bắt đầu thực hiện. Rồi thì đây là những cái đồ dùng mà thường thấy nhất trong gia đình của chúng ta hiện nay. Đó, đây là cái nồi cơm điện nè, bình hoa, lọ hoa, ly, tách trà, cái đôn, đồng hồ, ghế, quạt máy, máy điện thoại, đây là máy điện thoại vàng nha. Rồi cassette, cái kìm, tivi, vân vân. Thì ngoài ra còn có thêm một số đồ dùng. Nói về cái cách bảo quản và sử dụng một số đồ dùng trong gia đình mình thì mấy em sẽ quan sát thêm qua hai cái bức tranh. Qua hai cái bức tranh này. Đó. Rồi chúng ta sẽ nhớ lại thôi, hàng ngày mình đã làm những cái công việc gì đó, để bảo quản và sử dụng cái đồ dùng mình cho nó lâu dài và nó sạch sẽ. Thì bây giờ mấy con sẽ nhớ lại và xem mình đã làm những công việc gì nhé. Đó. Như vậy, để bảo quản và sử dụng một cái đồ dùng trong gia đình mình thì hàng ngày, ví dụ tranh số 4 nè, đó. Thì bạn nhỏ lau dọn bàn ghế sạch sẽ, chỉ có lau dọn bàn ghế sạch sẽ ha. Thì những cái đồ dùng mình mới là mới dùng được lâu dài đó. Thứ hai, bạn nhỏ rửa cốc chén sạch sẽ đó, khi mình ăn mình uống xong thì mình càng phải là rửa cho sạch sẽ, bởi vì ông bà ta thường nói nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm đó. Rồi bây giờ tiếp tục nhé. Bây giờ mình đã làm gì để giữ cho cái môi trường xung quanh nhà ở? Thì đối với cái câu hỏi này, thầy đề nghị con sẽ quan sát qua ba cái bức tranh nha. Và mình cần phải làm những cái công việc gì để giữ cho cái môi trường xung quanh chúng ta luôn sạch sẽ. Đó. Rồi, đối với cái câu hỏi này, thì các em sẽ nhớ lại mình đã làm những công việc gì để giữ cho cái môi trường xung quanh nhà ở mình được sạch sẽ. Và thứ hai,
việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở có lợi ích gì. Đó. Rồi, cái thời gian mấy con sẽ ghi ra ngoài nhé. Trong cái thời gian là 3 phút, các con bắt đầu làm, kết hợp quan sát, tranh ảnh và những cái công việc mình nhớ lại hàng ngày mình làm như thế nào để mình thực hiện cho nó đúng nha. Bắt đầu làm nha. Rồi, bây giờ sau đây thì mấy em sẽ đối chiếu với cái phần trình bày đáp án của thầy nhé. Hàng ngày mình đã làm gì để giữ cho cái môi trường xung quanh nhà? Thì đây, mình cần phải làm là quét dọn rác hàng ngày. Đây là cái công việc thường xuyên. Nghe mấy con nhớ, đây là cái công việc thường xuyên. Rồi. Thứ hai, đó, như cái hình ảnh người cô nè, đó, cái cống nước thì nó đang bị nghẹt, bị ứ, đó, do rác quá nhiều, thì cô này là khai thông cống rãnh để cho cái đường nước được thông thoáng, đó, thấy không? Rồi thứ ba, đó, mình cần phải tham gia vệ sinh đường phố sạch sẽ, đó, thì những cái công việc đó thì mình chắc hẳn là hàng ngày các em cũng từng đã làm và cũng từng tham gia. Đã. Có như vậy thì cái môi trường xung quanh nhà ở mình nó mới được sạch sẽ. Đó. Rồi, việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở có lợi ích gì? Cái môi trường mà nó được sạch sẽ, thoáng mát thì có một cái bầu không khí nó rất là thoải mái, không có dịch bệnh ha. Đó. Cho nên các em càng hàng ngày phải có ý thức ha, có ý thức và phải biết phải làm những công việc gì đó để giữ cho cái môi trường xung quanh nhà ở mình được sạch sẽ. Cái công việc hàng ngày mình càng phải làm là quét dọn rác ha, và thu gom rác và đổ rác đúng quy định. Nếu như mà có một cái đường ống dẫn nước như thế này nè, mình làm không được thì mình có thể nhờ người lớn hộ, thấy không? Khi mình phát hiện cái đường ống dẫn nước nó bị nghẹt và cái gì đó nha. Rồi bây giờ tiếp tục sang cái hoạt động thứ hai là sẽ nói về trường học đó. Đây là quan cảnh cái trường học ha. Thì các con sẽ quan sát qua từng cái bức tranh ha, qua từng cái bức tranh. Và đối với cái hoạt động này thầy có là các cái câu hỏi để các con cùng ôn tập ha. Rồi câu hỏi số 1, em đang học ở trường nào? Đó. Câu hỏi số 2, trường em có bao nhiêu khối lớp? Ngoài các phòng học ra, em thấy trường em còn có những phòng học phòng nào? Các em sẽ quan sát qua cái tranh ảnh để mình sẽ biết. Và riêng về câu hỏi số 1, thầy nghĩ em nào cũng biết mình đang học ở trường nào. Nha. Bây giờ các em sẽ quan sát qua cái bức tranh. Rồi, bây giờ các em, thầy sẽ nhắc lại, hiện nay mình đang học ở trường tiểu học Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đó. Và trường học mình thì nó có gồm có là 5 khối lớp, từ khối lớp 1, lớp 2, khối lớp 3, khối lớp 4, khối lớp 5. Đó. Ngoài các cái phòng học ra thì trường tiểu học Tân Trung thì còn có những cái phòng khác. Thí dụ đây là phòng thư viện nha, rồi đây là phòng học tiếng Anh nha.
Thì cái phòng tiếng Anh này á, thì được trang bị rất là đầy đủ, có máy lạnh, đó. Bàn ghế rất là sạch sẽ, đó. Thoáng mát, có máy lạnh. Đó. Rồi, cũng trong cái chủ đề trường học này thì thầy có thêm một cái câu hỏi nữa. Chúng ta nên làm gì để làm cho trường lớp mình ngày càng xanh, sạch, đẹp nha? Thì đối với câu hỏi này thì mấy con sẽ quan sát qua cái bức tranh dưới đây để mình sẽ biết hàng ngày mình làm những công việc gì. Đó. Rồi, mấy con sẽ nhớ lại coi hàng ngày mình đã làm những cái công việc gì để cho trường lớp mình luôn sạch sẽ và thoáng mát nhé. Các con có thể là ghi chép nhanh ra ngoài nháp trong cái thời gian khoảng là 2 phút, các con bắt đầu thực hiện đó. Rồi bây giờ ha, thì các em chú ý nè, thì mình nên làm gì để cho trường lớp mình ngày càng xanh sạch đẹp? Đây, thì cái công việc hàng ngày của em ở trường, ở lớp, thì chúng ta phải tham gia cùng các bạn làm vệ sinh sân trường sạch sẽ. Khi quét rác thì mình sẽ đổ rác vào, gom rác và đổ rác vào thùng đúng nơi quy định, không được vứt rác bừa bãi đó. Rồi thứ hai, mình nếu trường học như trường của mình có cầu thang thì mình phải thường xuyên quét dọn cầu thang trên đường lên xuống sạch sẽ nha. Đó. Đây là hình ảnh các bạn nè đang quét rác, gom rác và đổ vào thùng nha. Các thầy cô cũng tham gia cùng các em. Ngoài ra, ngoài những công việc này ra thì các em cũng phải tham gia như là trồng cây xanh nè. Đó, hình ảnh của người thầy cùng các em đang trồng cây để gây bóng mát, tạo thêm một cái vẻ mỹ quan cho sân trường rất là đẹp nha. Rồi, cái hoạt động cuối cùng đó là mấy em sẽ nói về cái cuộc sống xung quanh em. Thì trong cái hoạt động này nha, thầy có các cái câu hỏi để các con sẽ suy nghĩ và trả lời ha. Thì có 2 cái câu hỏi đó. Câu hỏi số 1, kể những nghề chính của xã em. Câu hỏi số 2, thực hiện an toàn giao thông khi đi học như thế nào? Thì đối với 2 câu hỏi này thì các em sẽ xem qua cái bức tranh. Đó. Thì đây là ở cái địa bàn Tân Trung hiện nay. Thầy được biết thì có một số nghề mà ở địa phương mình. Đó. Thì các con sẽ nhớ lại xem ở xã mình có những cái nghề nào và khi mình đi học như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông. Đó. Rồi, bây giờ em trong cái địa bàn xã Tân Trung hiện nay thì có một cái số nghề mà đa số cái người dân sống bằng nghề làm ruộng, làm lúa, làm nếp. Đó. Ngoài ra thì còn có là làm rẫy, thí dụ như trồng bắp, trồng khoai, vân vân. Ngoài ra còn có một cái số nghề, thí dụ là nghề nuôi cá. Hiện nay ở Tân Trung thì đang phát triển mạnh về cái nghề nuôi cá. Đó. Ngoài ra thì còn có một số nghề như nghề làm gạch, là cái nghề truyền thống từ trước tới giờ. Thì nó nằm ở cái vị trí là ở Dầm Nao. Thì có nhiều cái lò gạch đang phát triển rất là mạnh và được duy trì rất là lâu dài. Đó. Ngoài ra thì còn có một số nghề như là chăn nuôi gà nè, chăn nuôi lợn, và bên cạnh đó thì cũng có một số cái công ty, ví dụ là cái công ty Mai Vị Thịnh vân vân. Ngoài ra thì cũng còn có một nơi mà trồng những bông hoa, trồng hoa, nhất là trong cái dịp là xuân Nhâm Dần vừa qua, thì bà con trồng hoa và buôn bán rất là khấm khá, có cái lợi nhuận rất là cao.
Và để đảm bảo an toàn giao thông khi đến trường thì cái công việc đầu tiên thầy nhắc các em đi phải đúng làn đường bên phải, đó. Không được chạy xe hàng đôi hàng ba, đó. Rồi thứ hai, khi có tín hiệu đèn, những cái nơi giao nhau có đèn xanh đèn đỏ, khi gặp đèn đỏ thì mình dừng lại, đó. Khi gặp đèn xanh thì mình được đi, đó. Và nhất là đối với cái điểm lẻ hai ở trường Dầm Nao, trường Tân Trung mình ở vị trí ở cái bờ ở Dầm Nao nha, thì chỗ ngay cái ngã ba thì mấy con chú ý là khi mình qua đường phải quan sát hai bên cho nó kỹ nha. Đó rồi, và cuối cùng ở đây thầy rút rút ra được cái nội dung chính của bài nha. Thứ nhất, mỗi người đều có một gia đình, mỗi thành viên trong gia đình đều có công việc phù hợp và mọi người có trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Thứ hai, trong trường học có rất nhiều các thành viên, cô, thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, cô hiệu phó, thầy, cô giáo, nhân viên và học sinh, mỗi thành viên có nhiệm vụ khác nhau. Đó. Và những cái người dân sống ở mỗi vùng miền khác nhau thì có những ngành nghề khác nhau. Đó. Thì tiết học của các em đến đây là hết. Thầy xin chúc các em được nhiều sức khỏe, luôn luôn là những đứa con ngoan, trò giỏi. Xin trân trọng kính chào.